bộ phim Ai Hiểu Trái Tim Người Phụ Nữ. Tập 6. Mẹ, con gái mời mẹ uống trà. Tốt. Mẹ, mời mẹ uống trà. An Hoa, giờ con đã là người nhà họ Thiết. Nếu con đã gọi mẹ một tiếng mẹ thì có nghĩa là con trai của mẹ rồi. Thế này về sau mẹ nói câu nào không được thích hợp, con cũng được để trong lòng. Không đâu ạ. Vậy thì mẹ sẽ nói thẳng luôn, cô gia nhà họ Tiết không dễ làm. Con đã cưới Tú Nhiên thì con nên hiểu rõ cây lớn đón gió, miệng đời đáng sợ. Có lẽ con sẽ cảm thấy như vậy là bất công với con, nhưng chỉ cần con giữ cho mình trong sạch, nói năng đi đến cẩn thận, những kẻ dị nghị con cũng không có cơ hội nói con, có đúng không? Không lẽ chuyện hôm qua bà ấy đã biết rồi? Thân là cô gia nhà họ Tiết, bất kể con đi đâu, làm chuyện gì, cũng có rất nhiều con mắt theo dõi con. Mẹ không muốn nghe thấy những lời đồn, mẹ không muốn nghe. Ý mẹ muốn nói gì chắc con hiểu rõ. Con hiểu rõ. Hiểu rõ là tốt. Nào nào, mau đứng lên đi. Bây giờ mẹ chính thức tuyên bố xưởng ép dầu tạm thời giao cho An Hoa quản lý. Mẹ, mẹ giao xưởng ép dầu cho anh ta. Vậy còn con? Hôm qua những gì mẹ nói với con ở lễ cưới, con trai con nghe chưa rõ sao? Mẹ nói rồi là tạm thời. Tạm thời là bao lâu? Một ngày, hai hay là một tháng? Chỉ cần có tiến bộ, lúc nào mẹ cũng có thể thu lại xưởng dầu giao cho con. Phải xem con có chú tâm học hỏi được hay không. Thực ra con nên thực sự cảm ơn An Hoa, là nó đang giúp con giữ gìn gia nghiệp. Phu nhân, xe và đồ cúng đã chuẩn bị xong rồi. An Hoa, mẹ nhớ con từng nói sư mẫu đối với con nặng như núi, giống như là mẹ ruột của con vậy. Bây giờ con đã thành thân, con cũng nên quay về dẫn Tú Nghiên để cúng bái, để cho bà ấy biết con đã cưới được người vợ tốt, cũng nhân tiện cho Tú Nhiên đến xem nơi con sinh ra và lớn lên để hiểu con nhiều hơn. Mẹ, mẹ suy nghĩ thật chu đáo. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Được rồi, đi sớm về sớm. Xưởng dầu còn chờ con về quản lý. Vậy bà con đi đây ạ. Đồng Nhi, kêu đánh xe đi. Con lại đi đâu? Con có thể đi đâu? Có về phòng ngủ. Con lừa miệng nói muốn tiếp quản xưởng dầu, bây giờ An Hoa không có ở đây, con không đi xem sao? Con thay quần áo rồi đi. Vừa rồi sắc mặt của An Hoa không được bình thường. Không lẽ cô gái hôm qua chặn đường sức rể thực sự có liên quan đến sư mẫu của nó? Phu nhân, phu nhân, thiếu gia của Tiểu Lương Tiểu Độ Ký đến, nói là muốn tìm cô gia để tính sổ. Tiết phu nhân, chịu An Hoa có ở đây không? Một phu nhân, sao anh ta ra đây? Đã xảy ra chuyện gì? Con rể của An Hoa tôi có đắc tội gì với cậu không mà khiến Đỗ thiếu gia không màng thân phận cầm gậy đến đây để hỏi tội? Tiết phu nhân, nếu Vân Sơn có gì mạo phạm, xin phu nhân lượng thứ. Nhưng chuyện này là ân oán riêng giữa tôi với Triệu An Hoa, thứ cho tôi không thể nói. Các người lùi xuống. Dạ. Đỗ thiếu gia, ân oán giữa cậu và An Hoa có phải liên quan đến một người phụ nữ? Chuyện của các người tôi nghe nói rồi. Cô ấy là ai? Vợ chưa cưới của Triệu An Hoa. Hóa ra trong nhà An Hoa thật sự có một người phụ nữ. Thiết phu nhân, mong phu nhân giao tên Phong Ân Phụ Nghĩa đó cho tôi, để tôi dạy cho hắn một bài học. Tục ngữ nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Bây giờ An Hoa đã là người nhà họ Tiết,
Cho dù nó làm sai chuyện gì, cũng nên để chủ nhân của nó dạy dỗ. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Tiếp phu nhân, chị An Hoa cưới con gái của phu nhân để giải quyết như thế nào? Hơn nữa, dù kết quả như thế nào, tôi thì chắc cũng đều bất công đối với Kỳ Chân. Vậy cậu định giải quyết như thế nào? Không lẽ bắt An Hoa viết thư bỏ vợ, bỏ con gái của tôi hay sao? Làm như vậy thì công bằng với con gái của tôi. Tiếp phu nhân, tôi kính trọng phu nhân là trưởng bối, cũng kính trọng nhân cách của phu nhân. Nhưng chuyện này phu nhân xem vào không thích hợp. Xin lỗi, xin đắc tội. Triệu An Hoa, anh ra đây cho tôi. Đối thiếu gia cậu đừng gọi nữa. Đừng cả cậu ta, cho cậu ta vào tìm. Đỗ thiếu gia, cô gia nhà tôi thực sự không có nhà. Cậu ấy và tiểu thư đi ra ngoài rồi. Dẫn Tú Nghiên về nhà cúng bái sư mẫu. Mình có mặt mũi nào mà về chứ? Sư mẫu, con xin lỗi. Con không nên dẫn Tú Nghiên đến đây gặp sư mẫu, nhưng con thật sự không thể làm chủ. Xin sư mẫu tha thứ cho con. Con xin lỗi. Sư mẫu, tuy con vẫn chưa kịp cùng An Hoa hiếu thuận với người, nhưng xin người yên tâm, con nhất định sẽ thay người chăm sóc tốt An Hoa, để cho anh ấy một gia đình ấm áp. Phong cảnh như xưa, như người đã khác. Kỳ Chân, bây giờ em thế nào rồi? Tú Nghiên, đường xa vất vả, em cũng mệt rồi. Phía trước có quán trà, chúng ta vào uống chén trà, nghỉ một lát đi. Dạ. Tú Nghiên, anh có một người bạn gần đây, anh sẽ qua đó chào hỏi, anh sẽ quay lại ngay thôi, An Hoa. Cha đến đây, An Hoa. Cẩn thận, tiểu thư, cẩn thận. Không sao. An Hoa đi gặp người bạn nào mà gấp gáp như vậy? Cái đồ lòng dạ độc ác thím sư, phụ lòng Kỳ Chân, có con bản mối về đây nữa à? Thím nghe con nói, thím sư con biết, con có lỗi với Kỳ Chân, nhưng mà con cầu xin thím cho con gặp Kỳ Chân một lần thôi là được. Tôi đi đâu tìm nó cho cậu gặp một lần cơ chứ? Thím nói vậy là sao? Cô ấy rời khỏi đây rồi. Cô ấy bị cậu ép, vội vã phải đi lấy chồng rồi. Lấy chồng? Cô ấy lấy ai chứ? Người muốn cưới cô ấy có rất nhiều, nhưng cô ấy lại bị hồ đồ, đòi lấy một tên vô lại phú trấn gia. Nào nào nào, bên này, bên này, bên này. Đến rồi. Đây là nhà của tôi. Vào cho xem đi, nào. Có ai không, cứu tôi với. Đứng lại, không được chạy. Đồ đáng chém, tôi phải chặt đứt tay của anh. Để anh vĩnh viễn không đi đánh bạc được, đồ đáng chém. Anh ấy chỉ là đi đánh bạc thôi. Có phải đến mức lấy sao chém hay không? Tôi giết chết anh. Cứu tôi với. Trời ơi, tôi phải chặt đứt tay của anh, cứu tôi với. Cô không sao chứ? Nào, vào bên trong đi, đi. Đi thôi. Nào, nhìn đi. Lão Phương, người đẹp, nào. Nghe tôi nói. Lão Phương, anh nghe tôi nói. Anh không uống được như vậy thì đừng uống nhiều nữa. Được rồi, được rồi. Nào, ngồi xuống phơi nắng. Phơi nắng một lát là tỉnh táo ngay, ngoan nào. Lão Phương, cho chúng tôi đều là người giàu tình cảm, không câu nệ tiểu tiết. Đi, qua bên kia, nào.
Lát nữa nói chuyện sau. Vũ Trấn Sa, tôi nói cậu nghe, cậu lấy giờ cho gì vậy? Lát nữa rồi nói chuyện. Nào Kỳ Chân ở bên trong. Thật ngại quá. Nào nào nào, ở đây. Đến rồi. Đây chính là nhà của tôi. Cô cũng biết đấy, một người đàn ông chưa có vợ nên căn nhà không giống, không giống một căn nhà lắm, đúng không? Kỳ Chân, có phải cô hối hận rồi không? Kỳ Chân, bộ dạng của cô hơi kỳ lạ. Cô sao vậy? Có phải cô không thích chỗ này của tôi không? Chỗ này cũng tốt. Cô không chê sao? Tốt quá rồi, tôi biết. Cô không phải là người ham muốn vinh hoa phú quý. Tôi thực sự may mắn quá. Các người nhìn gì vậy? Phú Trấn Gia, cậu tìm ra cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, cậu lừa cô ấy ở đâu về đây vậy? Tôi nói cho các người biết, lần này các người đừng có mà xem thường Phú Trấn Gia tôi. Ai mà biết được cậu nhóc. Cô ấy là người phụ nữ của Phú Trấn Gia tôi, vài hôm nữa sẽ là vợ của tôi. Thế nào, ngưỡng mộ chưa? Phú Trấn Gia cậu mà xứng với người ta sao? Đúng đó. Các người không tin chứ gì? Không tin, không tin, tuyệt đối không tin. Kỳ Chân, nào. Kỳ Chân, phiền cô nói với họ, có phải tâm can tình cảm của mình? Có phải không? Cô nói đi. Miệng há to như vậy làm gì? Không còn gì để nói nữa không? Đây là sự thật, lần này không gạt chúng ta. Anh này nói năng kiểu gì vậy hả? Xíu chút thể diện cho tôi chứ. Thằng nhóc cậu đúng là may mắn thật. Chắc chắn mấy đời tổ tiên nhà cậu tích đức cho cậu rồi. Vậy còn được. Cậu cưới cô vợ xinh đẹp như vậy nên mời mọi người uống rượu mừng đi chứ. Yên tâm, chắc chắn sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Nhưng mà tiền mừng cũng phải có đấy nhé. Gửi tiền mừng để cậu có đi đánh bạc, có đúng không? Anh nói sai rồi. Tôi nói cho anh biết, anh đáng phạt, phạt đi lấy rượu. Anh cũng có đường cười. Các anh phải chúc mừng tôi lấy được vợ đẹp về. Đi đi, đi đi. Đi đi, đi đi. Kỳ lạ. Chẳng phải nói chào hỏi rồi quay lại sao? Sao lại đi đâu như vậy? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu thư, có cần em đi ra ngoài tìm cô ra không? Không cần đâu. Chắc cô ra có việc gì cần giải quyết. Chúng ta đợi thêm đi. Dạ. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Là cô à? Sao cô lại đến trấn Bình Khê? Tôi cùng chồng đến đây bái tổ. Cô kết hôn rồi à? Hôm đó tôi thấy cô không được vui nên không nói cho cô biết. Chúc mừng cô nhé. Cảm ơn cô. Tâm trạng của cô đã tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Tôi cũng sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Chồng chưa cưới của cô lương tâm trỗi dậy hồi tâm chuyển ý rồi à? Tốt quá rồi. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này rồi. Chúc mừng cô. Không phải anh ta. Cô nói sao? Không phải anh ta. Vậy cô lấy ai? Vội vàng như vậy. Lẽ nào là nhà cô ép hôn hay là... Là tôi tự quyết định. Là cô tự quyết định. Cô có thích người cô sắp lấy đó không? Hôn nhân là chuyện quan trọng nhất trong đời của người phụ nữ. Sao cô lại tùy tiện coi nó là trò đùa như vậy? Hôn nhân không có tình cảm sẽ khiến người ta đau khổ cả đời đó.
cô đang hành động nông nổi đó à? Chắc chắn là vậy rồi. Cô nương, cô tuyệt đối không được đem hạnh phúc cả đời ra đánh cược. Vì một kẻ phụ tình mà tùy tiện lấy một người đàn ông khác. Tôi biết là cô quan tâm tôi, nhưng mà tôi muốn lựa chọn người đàn ông như thế nào, cuộc sống như thế nào, bản thân tôi biết rõ. Cô biết. Vậy tôi hỏi cô, người đàn ông cô sắp lấy là người như thế nào? Cô hiểu người ấy được bao nhiêu? Người ấy có thật sự đáng để cô gửi gắm cả đời? Con người luôn cần một chút may mắn, nhưng ông trời không cho tôi. Tôi có thể làm được gì? Tôi chỉ có thể đem bản thân mình ra đánh cược. Cược thua thì là số của tôi, là lựa chọn của bản thân tôi. Cô nương, nếu cô thật sự quan tâm tôi, vậy thì chúc phúc cho tôi đi. Được rồi, đừng nói về tôi nữa, nói chuyện về cô đi. Cảm giác làm vợ như thế nào? Chồng cô có đối tốt với cô không? Anh ấy rất tốt với tôi. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Lấy anh ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời của tôi. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi đã nói rồi, cô có tấm lòng hiền lành chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô đừng chán nản. Cô chỉ là gặp không đúng người mà thôi. Một cô gái tốt như cô, ông trời nhất định sẽ thương xót cho cô. Vậy sao? Nhưng những điều này đối với tôi mà nói không còn quan trọng nữa rồi. Không làm phiền cô nữa. Cô mau đi về với chồng cô đi. Anh ấy đi gặp một người bạn rồi, còn chưa quay lại. Cô đừng vội đi. Chúng ta vừa nói chuyện vừa chờ anh ấy. Lát nữa tôi giới thiệu cho hai người quen biết. Thôi, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ sau tân hôn của hai người. Để lên sau đi. Kỳ Chân, nhà cao cửa rộng không quen à? Đường đường là cô gia nhà họ Tiết, chạy đến nơi tổ tàng của tôi làm gì? Thím sư nói em muốn lấy tên vô lại phú trấn gia. Có thật vậy không? Anh đừng quên, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi lấy ai, anh không có tư cách quản. Đúng, anh không có tư cách. Nhưng nhìn thấy em chà đạp bản thân như vậy, anh có thể làm như không thấy sao? Phú Trấn Gia là người như thế nào, anh hiểu rõ hơn em. Hắn đã từng bán em vào kỹ viện. Em không lo ngày nào đó hắn đánh bạc thua lại bán em đi hay sao? Nếu anh ta bán tôi một lần nữa thì cũng là bài học từ anh. Anh vì tiền mà bán bản thân mình đi. Không lẽ Phú Trấn Gia không thể vì tiền mà bán tôi đi được hay sao? Em bình tĩnh đi chút có được không? Em không thể đánh cược hạnh phúc của mình trong tay một kẻ vô lại. Em không, tôi cũng đã từng đánh cược hạnh phúc của cả đời mình trong tay anh. Kết quả thì sao? Anh khiến tôi thương tích đẩy mình. Triệu Ăn Hoa, anh ích kỷ quá rồi đó. Anh có thể lựa chọn cưới một tiểu thư nhà giàu làm vợ. Không lẽ tôi không thể lấy một tên vô lại làm chồng hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ lấy anh ấy. Kỳ Chân, nếu em vì để trả thù anh, em có thể đánh anh, chửi anh, thậm chí là giết chết anh. Nhưng em không thể chôn vùi hạnh phúc của mình. Kỳ Chân, anh cầu xin em đừng lấy Phú Trấn Gia có được không? Em không thể lấy hắn được. Anh đừng tốn sức nữa. Tôi thấy anh nên dành tâm tư của mình để lấy lòng đại tiểu thư nhà họ Tiết thì hơn. Để tránh có một ngày anh mất đi thân phận của cô gia nhà họ Tiết thì anh sẽ chẳng còn gì nữa. Anh đi đi. Kỳ Chân, anh ra ngoài. Tôi nói cho anh biết, tôi sắp thành vợ của Phú Trấn Gia rồi. Tôi không tiện ở riêng với một người đàn ông khác. Lỡ như để người khác nhìn thấy sẽ đàm tiếu Trấn Gia. Phú Trấn Gia. Không phải tôi khoác lác, lần này tôi hoàn toàn không tốn chút công sức đã khiến người đẹp này lấy tôi rồi. Là cô ấy chủ động. Mọi người nói xem có phải là tôi may mắn lắm không? Phú Trấn Gia, anh được đằng chân nâng đằng đầu. Đi theo tôi, đi. Làm gì đó?
Sao vừa mới vào đã đòi đánh người? Đứng lại, không được chạy. Đứng lại, tránh ra, tránh ra. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Phú Chấn Gia, anh đứng lại đó cho tôi. Anh chạy đi đâu? Vào trong. Không liên quan đến các người. Ai vào đây? Người đó xui xẻo. Phú Chấn Gia, anh là cái thứ gì? Anh dựa vào đâu mà cưới kỳ chân? Anh không xứng. Tôi không xứng. Vậy anh thì xứng chắc. Anh bỏ rơi cô ấy lấy tiểu thư con nhà giàu. Bây giờ anh có tư cách gì chạy đến đây nói tôi không xứng? Tôi khinh. Anh không có tư cách nhìn lại bản thân mình đi, Trần Thế Mỹ. Đừng vô lại như anh. Vì trả nợ tiền đánh bạc mà bán kỳ chân vào kỹ viện. Loại người giống như anh, tôi không cho phép anh cưới kỳ chân. Tôi không cho phép. Anh không cho phép. Anh dựa vào đâu mà không cho tôi cưới kỳ chân? Anh nên hiểu rõ chuyện này. Đây là do kỳ chân chủ động muốn lấy tôi. Tôi không cho anh cầm dao cầm súng ép cô ấy. Muốn khuyên anh đi khuyên cô ấy đừng lấy tôi. Đừng chỉ dám chạy đến mình tôi để chút giận. Bình thường anh luôn coi thường tôi. Hôm nay không nói được gì rồi phải không? Quá tốt. Cuối cùng kỳ chân cũng giúp tôi trả được cục tức này. Phú Chấn Gia, anh biết ra rõ bản thân mình là người như thế nào. Anh chơi bể lêu lộc không lo làm ăn. Cô ấy theo anh sẽ phải chịu khổ. Hai người sẽ không có hạnh phúc. Anh nói câu này thật nực cười. Cô ấy theo tôi sẽ chịu khổ. Không lẽ theo anh sẽ được hạnh phúc sao? Triệu An Hoa, anh biết không? Thứ anh cho cô ấy chỉ có phụ lòng và phản bội. Tại sao Kỳ Trân lại cam tâm tình nguyện lấy tôi? Đó là vì cô ấy biết tôi có tồi tệ đến mấy cũng tốt hơn anh. Được. Cho dù Kỳ Trân tự mình muốn lấy anh, đó là vì cô ấy giận tôi. Cô ấy sẽ hối hận. Hai người thực sự sẽ không được hạnh phúc đâu. Tôi cầu xin anh đó. Chuyện này thì không phiền anh phải lo. Phú Chấn Gia, tôi không giỏi gì hết. Chỉ giỏi dỗ dành phụ nữ. Hạnh phúc của Kỳ Trân cứ để tôi lo. Tôi cam đoan sẽ khiến cô ấy vui vẻ và hạnh phúc. Phú Chấn Gia, anh đừng hại cô ấy có được không? Nếu anh có chút lương tâm, xin anh hãy tha cho cô ấy. Chuyện này thực ra không do tôi quyết định được. Nếu hôm nay tôi không cưới được Kỳ Trân, cô ấy lại khóc lóc không tìm thấy chú rể. Không không, chuyện thất đức chị An Hoa làm ra tôi không làm được. Anh tôn trọng người khác một chút. Dù Kỳ Trân không có ai để lấy thì cũng không đến lượt anh. Không đến lượt tôi, chẳng nhận đến lượt anh. Chị An Hoa, anh nên biết anh là người đàn ông đã có vợ. Anh có tư cách gì đến chỗ tôi lo chuyện bao đồng? Thực ra tôi cưới Kỳ Trân cũng coi như giúp anh một việc lớn, giải quyết được vấn đề của anh. Mà theo lý nói anh cũng phải gói quà để cảm kích tôi. Bớt nói lại, tôi nói anh thêm một lần nữa, anh có tha cho Kỳ Trân không? Không. Trong mắt anh, tôi chỉ là tên cóc ghẻ. Thiên Nga dâng đến tận miệng, sao tôi có thể không ăn chứ? Anh nói có phải không? Tất nhiên rồi. Nếu có một ngày tôi phát hiện ra Kỳ Trân là danh sách của anh đã đi, tôi có thể trả lại cho anh. Nhưng anh phải bồi thường tôi tổn thất tinh thần. Tôi đánh vào miệng thối của anh nói linh tinh. Tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Để tránh ra. Đứng lên. Đứng lại. Tránh ra, không được đi. Phú Chấn Gia, đánh đi, anh đánh tiếp đi, đánh tiếp đi. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có quên anh là cô gia nhỏ họ Tiết. Nếu để đại tiểu thư nhỏ Tiết nhìn thấy anh đến đây đánh tôi vì người yêu cũ, nhà họ Tiết không cắt đơn với anh thì tôi theo họ anh. Đúng vậy, cậu mau đi đi. Đừng làm ở đây ầm ĩ nữa. Tránh ra, tránh ra. Đi đi, đi đi. Đi, đi. Chảy máu rồi. Dừng xe. Đội thiếu gia, anh còn nhớ cây gậy này không? Ban đầu anh đồng ý với tôi như thế nào? Anh nói sẽ đối xử với Kỳ Trân thật tốt cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao? Mới bao lâu mà anh đã làm ra chuyện như vậy rồi? Tôi thấy hôm nay anh nhìn thấy cây gậy này có gì để nói nữa không? Tôi làm trái lời thề. Tôi không có gì để nói. Làm người phải có tôn nghiêm. Anh tình nguyện chịu phạt cũng phải phụ lòng Kỳ Trân. Anh đúng là kẻ bạc tình. Tôi đánh kẻ bạc tình nhà anh. Nếu anh không thể yêu Kỳ Trân, tại sao ban đầu còn cướp với tôi?
Kỳ Chân vì anh mà tự nguyện gả cho tên côn đồ đó. Anh làm lỡ cả cuộc đời của cô ấy có biết không? Hôm nay tôi nhất định đòi lại công bằng cho Kỳ Chân. Đánh chết anh, tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Đánh đi, đánh thật mạnh vào. Có lẽ như vậy mới có thể làm phơi bớt sự áy náy và đau khổ trong lòng. Đội thiếu gia, anh làm ơn khuyên Kỳ Chân đừng lấy Phù Chân gia giúp tôi. Đừng bị cậu ta hủy hoại cuộc đời mình. Anh còn lo cho cô ấy bị hủy hoại cả cuộc đời. Nếu quan tâm cô ấy thật thì tự đi tìm cô ấy đi. Anh tự đi mà khuyên cô ấy. Anh đi đi, anh đi đi. Tôi khuyên rồi, nhưng cô ấy hận tôi, cô ấy không nghe tôi. Anh thì khác, cô ấy sẽ nghe lời anh. Đi khuyên cô ấy đi, tôi cầu xin anh đi đi. Anh bị ngốc à? Nếu cô ấy nghe lời tôi, ban đầu cô ấy đã không vứt bỏ tôi mà đi theo anh. Triệu Oan Hoa, anh vẫn chưa hiểu ra sao. Bây giờ, trừ khi anh rời khỏi nhà họ Tiết, quay lại cưới Kỳ Chân. Nếu không cô ấy chắc chắn sẽ lấy Phú Chấn ra. Rời khỏi nhà họ Tiết. Tôi... Anh làm được mà. Chỉ cần anh đồng ý làm việc đó. Anh làm tôi quá thất vọng rồi đấy, Triệu Oan Hoa. Bỏ đi. Nếu anh không cho được thứ Kỳ Chân muốn, vậy nghe cho rõ. Sau này mong anh kiểm soát bản thân. Đừng để gặp Kỳ Chân kích thích cậu ấy nữa. Nếu chuyện này dễ dàng giải quyết như vậy, tôi cũng không cần phải đau khổ đến thế. Cô Gia, người sao thế này? An Hoa, sao anh lại bị thương như thế này? Xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta về nhà rồi nói. Giờ anh đã là người có thân phận địa vị rồi, sau này ra ngoài phải cẩn thận hơn, tránh gây ra thị phi. Được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. An Hoa bị thương à? Sao thế? Mẹ, hôm nay An Hoa bị cướp ở trên phố. Thế nên... Con ra ngoài đi. Ngồi đi. Đồ thiếu gia ra tay cũng hơi nặng. Ba ngày cậu ta đến tìm con. Con yên tâm, mẹ sẽ không truy cứu ân oán giữa con và cậu ta đâu. Nhưng nếu ân oán đó làm tổn thương đến con gái mẹ, mẹ sẽ không giả vờ như không biết được. Con là người thông minh, mẹ không biết trước kia con có vướng mắc gì, nhưng mẹ mong con kết thúc tại đây. An Hoa, đây là lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con, phải làm thế nào cho con biết rõ. Con nghỉ ngơi đi. Kỳ Chân, Dây chuyền đâu? Lạ thật. Dây chuyền của mình đâu? Giờ đâu mất rồi, dây chuyền của mình đâu? Anh đang tìm gì thế? Không có gì. An Hoa quan tâm đến chiếc dây chuyền này như vậy, mình có thể ích kỷ giấu nó đi sao? Có phải mình nên chủ động trả nó cho An Hoa không? Tú Nghiên, mẹ. Ma, muộn rồi sao con chưa ngủ thế?
con không ngủ được, lại sợ làm ồn đến An Hoa, thế nên ra ngoài cho thoáng. An Hoa có tốt với con không? Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại hỏi cái này? An Hoa tốt với con lắm, mọi người đều thấy mà. Giờ con đã kết hôn với An Hoa rồi. Có phải hai đứa mau sinh một đứa cho mẹ bế được không? Mẹ, chuyện này không vội được. Con không vội, mẹ vội. Các cụ đã từng nói, lập gia đình, có đứa con mới là ngôi nhà, mới có thể nắm chặt trái tim của người đàn ông. Con với An Hoa rất ổn, không cần có con cũng có thể nắm chặt anh ấy. Tình cảm có tốt, nhưng cũng có lúc phai nhạt. Và lại, An Hoa ở rể nhà chúng ta, nó rất khó có cảm giác thuộc về như trong chốc lát. Chỉ có sinh con, cho nó một đứa bám rễ, nó mới có thể thực sự có đứa bé này là gia đình của nó, con hiểu chưa? Vâng ạ. Vậy thì tốt, đi ngủ sớm đi. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Sao tự dưng mẹ lại nhắc nhở mình, bảo mình nắm giữ trái tim của An Hoa nhỉ? Không lẽ mẹ biết chuyện mình với An Hoa không động phòng? Hay là mẹ biết những chuyện khác nhưng cố ý giấu mình? Rốt cuộc chiều nay An Hoa đi đâu? Anh ấy bị thương trở về, liệu có liên quan đến chiếc dây chuyền này không? Triệu An Hoa, váy cưới này vốn dĩ mặc là vì anh, nhưng anh lại phản bội tôi. Nếu anh đã không quan tâm, hà có gì tôi phải quan tâm bản thân mình? Tôi sẽ mặc nó vì Phú Trấn gia, mặc nó vì một tên vô lại không ai coi ra gì. Tôi nhất định sẽ phải để anh nhìn thấy, để anh cảm thấy áy náy, để anh đau khổ tột cùng. Tôi nhất định sẽ phải khiến anh đau khổ tột cùng. Tại sao? Tại sao mình vẫn còn tình cảm với anh ấy? Mình phải hận anh ấy mới đúng. Anh ấy làm tổn thương mình sâu đậm đến vậy. Mình không nên đau lòng vì anh ấy nữa. Lưu Kỳ Chân, sao mày chẳng có tiền đồ gì thế? Em hối hận rồi à? Anh đến từ khi nào vậy? Em hà tất phải khổ như vậy? Ai nói với anh là em khổ chứ? Em không khổ tí nào. Tại sao em vẫn cố chấp như thế? Vì trả thù Triệu An Hoa mà lấy Phú Trấn Đông. Sau này em hạnh phúc thế nào được, em sẽ hạnh phúc. Em chỉ cần thấy kẻ phụ bạc đó vì em mà càng đau khổ hơn thì em sẽ vui. Kỳ Chân, hôn nhân không phải trò đùa, càng không thể làm theo cảm tính. Em tùy tiện lấy một tên vô lại, chẳng phải làm lỡ cuộc đời của em hay sao? Sao các anh đều nói Phú Trấn gia không tốt thế? Chỉ là vì mọi người không cho anh ấy một cơ hội thôi. Sau khi bọn em kết hôn, em sẽ giúp anh ấy thay đổi. Đừng tự lừa mình nữa. Phú Trấn gia lừa lại người như thế nào cả trấn này mà không ai biết chứ? Anh ta sẽ thay đổi, vậy người chết cũng sẽ sống lại. Kỳ Chân, em nghe anh khuyên đi, đừng trả đạp bản thân, đừng lấy tên vô lại đó có được không? Cảm ơn anh đã quan tâm. Ý em đã quyết, anh đừng khuyên nữa. Mọi người đều biết em lấy anh ta là để trả đạp bản thân, sao anh có thể không khuyên em được? Đừng nói chúng ta đính ước từ bé, cho dù là bạn bình thường cũng không thể nhìn em nhảy vào hố lửa. Đó là lựa chọn riêng của em, tốt hay xấu cũng không liên quan đến anh. Anh không phải bận tâm đâu. Đó chính là số phận của em. Gì mà số với cả số phận, anh không tin điều đó. Được, nếu em nhất quyết muốn lấy chồng, vậy em lấy anh đi.
anh nghiêm túc lấy Kỳ Chân. Thay vì em lấy Phú Trấn ra, chi bằng hãy lấy anh. Anh biết mình đang nói gì không? Em không xứng với những lời mà anh nói với em. Em làm tổn thương anh sâu đậm đến như vậy. Lẽ ra anh phải hận em mới đúng. Thậm chí nhìn thấy em bị An Hoa vứt bỏ, anh phải cười nhạo em mới đúng chứ. Nhưng tại sao anh vẫn muốn cưới em? Chẳng lẽ anh muốn em cả đời không thể ngẩng đầu nhìn trước mặt anh hay sao? Không phải đâu Kỳ Chân. Anh chưa từng vì em bỏ hôn mà trách em. Bởi vì anh biết nếu em rời xa An Hoa, em sẽ không bao giờ được vui vẻ. Thế nên anh mới không ích kỷ giữ em ở lại nhà họ Đỗ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu An Hoa đã phụ bạc em có thể trở về bên cạnh anh, sống anh cả đời này để chăm sóc cho em, cho em hạnh phúc có được không? Không, em không thể, em không thể. Tại sao không thể chứ? Nếu không phải chịu An Hoa thì em đã là vợ anh lâu rồi. Em không xứng với anh. Ban đầu em bỏ hôn, cả thành đều biết. Nếu bây giờ em gả lại vào nhà họ Đỗ nữa, vậy mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây? Em không thể quá ích kỷ. Em không thể quá ích kỷ. Anh mặc kệ, anh không quan tâm. Anh không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, anh cũng không quan tâm bọn họ nói gì. Anh chỉ quan tâm em được vui vẻ và hạnh phúc thôi Kỳ Chân. Anh không quan tâm, em quan tâm. Anh phải nghĩ cho thể diện nhà họ Đỗ. Vân Sơn, em cầu xin anh, đừng gây thêm phiền phức cho em nữa có được không? Em cầu xin anh đấy, đừng mà. Anh không cần mà mũi gì cả. Anh xin em, anh chăm sóc em có được không? Anh nghiêm túc đấy, anh xin em, anh đừng nói nữa. Em đã quyết định rồi, mong anh về cho. Mình thật sự chỉ có thể rời khỏi nhà họ Tiết mới có thể ngăn cả Kỳ Chân lấy tên Vô Lại đó sao? Nếu mình làm như vậy, vậy thì quá có lỗi với Tú Nhiên rồi. Cô Sa, hạt mè này đào quá lửa rồi. Cô Sa, hạt mè. Sao lại cháy rồi? Đổ đi. Anh lại không tập trung à? Đang nghĩ gì thế? Không có gì. Mệt rồi đúng không? Uống chén trà đi. Cảm ơn. Anh vẫn khách sáo với em như vậy, anh xin lỗi. Tại sao phải nói lời xin lỗi chứ? Vợ chồng với nhau vốn phải tôn trọng nhau. Nhưng đôi khi anh quá gò bó với những việc nhỏ nhặt, sẽ khiến người khác nghĩ là kiểu khoảng cách, kiểu lạnh nhạt. Nếu em bảo em có cảm giác như vậy, vậy anh xin lỗi. Nhưng anh vẫn chưa quen với thân phận mới này. Có lẽ nhất thời anh vẫn chưa thích ứng được với việc thay đổi thân phận. Nhưng trở thành cô gia nhà họ Tiết là sự thật, anh buộc phải chấp nhận nó. Anh làm quen với nó, thậm chí... thậm chí hết lòng với thân phận này, phải hết lòng trách nhiệm và nghĩa vụ. Giống như cối xay đá hạt mè vậy, trước khi chúng được chạm trổ thành cối đá xay, chúng chỉ là một viên đá nhỏ bé mà thôi. Khi chúng được chạm trổ thành cối đá xay, vậy thì chúng được định sẵn là phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ xây đổ. Đó cũng là giá trị tồn tại của nó. Nếu như chúng không xây đổ, vậy thì khác gì lúc chưa bị chạm trổ thành cối đá xây chứ? Đúng vậy. Con người sống đều phải làm tròn bổn phận. Mặc dù mọi thứ không xuất phát từ mình, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó. Tú Nhiên, xin em hãy cho anh một chút thời gian. Anh nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng làm tốt việc mình phải làm. Nghĩ cách? Em không muốn anh ép buộc bản thân.
Em muốn là... Em muốn là anh cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện. Lần trước mặc váy cưới là vì An Hoa mà mình bất chấp tất cả để bỏ hôn. Lần này cũng là vì An Hoa, nhưng là bất chấp tất cả để lấy người khác. Ông trời ơi, xin ông trời hãy nói cho con biết, lần này con có cơ hội bỏ trốn không? Đẹp quá đi. Em nhất định không phải người. Em là tiên nữ. Là tiên nữ ông trời tặng cho phú trấn gia. Tại sao em nhìn thấy anh lại có biểu cảm đó? Có việc gì sao? Có. Việc lớn. Hôm nay anh đến đầu ngõ xem người ta xem bói. Ông già mù đó nói với anh, ngày mai vừa hay là ngày hoàng đạo. Tiên nữ, ngày mai em gả đến nhà anh đi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Nhanh. Váy cưới em cũng may xong rồi. Em còn nghĩ cách may bộ đồ cho chú rể. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta không thành thân còn đợi gì nữa? Lo chuyện của hồi môn à? Anh thấy đống đổ nát này thì bỏ đi. Anh chịu thiệt chút, tạm chấp nhận, không sao. Không lẽ em hối hận rồi? Anh giúp tôi một việc. Hoàn thành rồi, ngày mai tôi sẽ đi với anh. Em bàn điều kiện với anh à? Chuyện gì em nói đi. Anh đi thông báo cho Triệu An Hoa, bảo anh ta đến tham dự hôn lễ.